Xin kính chào bà con cô bác nha. Hình như tôi có duyên với mấy con cọp này sao á. Tôi đi đâu cũng gặp nó vậy đó. Bây giờ cái loài cọp này bây giờ phát triển quá đông, quá nguy hiểm. Nè mọi người thấy không, nó nằm thấy thương lắm nha. Nè nó thấy không, mình coi gần nè à. Đã ha, quá trời thấy thương, đi đâu cũng gặp trên đó. Ở ngoài cái mặt nó ghét lắm nha, nhìn kỹ cái mặt thấy ghét lắm. Đang kênh kênh nè, đang lim dim mắt đó. Thương ghét sức luôn. Nè mua thấy kỹ không nè à, thấy nằm đã không, thấy nằm dài rồi ha. Mình lại gần cái nó chạy tội nghiệp lắm, cho nó nằm yên đi. Ê Thỏ ơi, tuần tới là Tết Trung Thu với Thỏ, mày có về thăm chú Cụi không Thỏ? Có về thăm chú Cụi cho tôi gửi mấy hộp bánh Trung Thu nha nha, nha cậu. Chứ tôi gửi cho chị Hằng nữa. Gửi cho chị Hằng về hộp bánh Trung Thu nha Thỏ. Nhớ lấy nha Thỏ. Như thường quá thôi. Tạm biệt tụi bay nha. Dính biệt chim đa đa.